Tết 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 đến rồi, tết 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 đến rồi. Nhầm, bạn nào có nhu cầu mua hàng Liên Quân hay Free Fire giá rẻ, truy cập ngay shop kaligaming.vn. Đây là shop ạc hợp tác chính thức với mình. Đường link shop mình để dưới phần mô tả, nên anh em có thể bấm vào mua ạc hoặc thử vận may đầu năm ủng hộ mình nhé. Hi hi hi. Hi hi. Con cò be be, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chum chim mẹ có yêu không nào. Ố, đi lợn mời mình làm gì ta? Hello đi lợn. Hello, hello. Sao đây, mời anh vào làm gì đây? Hả? Làm gì đấy, anh ăn chưa, ăn tối ăn chiều chưa? What the hell? Sao mà nói nhanh thế? Hỏi hỏi gì hỏi lại nào? Anh đã ăn chiều, ăn chưa, ăn tối chưa? Ăn chiều, ăn trưa, ăn tối, ăn chưa? Anh cả ngày ngồi chơi game chả biết làm gì. Tết gì mà chán quá, không có ly lợn chán quá. Thế có ai lì xì cho anh chưa? Không có luôn. Anh lớn rồi, anh không lì xì cho người ta ấy. Cũng đúng mà, to đầu rồi lớn này, ai lì xì cho nữa, anh không lì xì lại thì thôi. Em cũng chán quá. Tết này cũng giống Tết xưa, nhưng mà Tết này có người yêu nhưng mà phải yêu xa. Chán, xa quá lắm. Tự nhiên, em nói cái gì sao mà nhanh thế, em nói lại nào. Anh không nghe rõ nãy, tự nhiên có ai gọi cho anh ý. Em bảo là yêu xa khó lắm. Ừ, yêu xa khó lắm. Không có anh ở đây rất là buồn. Ừ, không có anh ở đây rất là buồn. Thế em không đi chúc Tết cùng ông bà hay gì à? Em không, từ sáng giờ vẫn nằm ở trên giường, đã được đi chúc Tết gì đâu. Mà chả còn ai lì xì đấy chứ, chán thế. Anh hiểu rồi. Spam mời là định xin anh lì xì đúng không? Con lợn này quá chuẩn luôn. Biết rồi còn hỏi. Thôi gửi pass đây để anh lì xì cho mẹ. Mời vào là biết lì ngay xì. Bao nhiêu? Bao nhiêu mới nhận? Cả ngày không nhắn tin gì xong tự nhiên nay gọi lì xì là anh biết rồi. Cho mình cơ được chưa? Được của nó đấy. Thấy chưa? 10.000 á? Ừ. 10.000 thôi á? Thì 10.000 thôi. 10.000 thôi, thôi thế. Tết lúc đến nơi cũng phải 20.000 chứ. Ôi thôi thế thì thôi thế. Thế thôi nha, thế anh đi ngủ đây. Really nigga? Không, em gửi pass thôi nhá. A few minutes later. Ok, anh vô được rồi nè. Thì bây giờ là anh tặng cho 10.000 kim cơ nhá. Nice. Thì mọi người ơi, đây là shop của mình, mọi người là mình nạp. Mình hôm nay vừa nạp vào shop của mình 10 triệu để mà quay rồi mọi người ạ. Thật không được, không thể tin nổi. Thì kim cương của mình thì không thiếu đâu. Đây là trong phần kim cương của mình á, khá là nhiều luôn. Nhưng mà mình giới thiệu cho mọi người xem để cho mọi người biết. Thì shop của mình á, hôm nay là Tết đúng không? Thì shop của mình nó tỷ lệ cao lắm. Xong rồi chúng nó kiểu dế lắm mọi người ạ. Vừa mới ra hai cái vòng quay mới này. Ui, một phát ra hai vòng quay mới Tết luôn. Vòng quay lì xì Tết 20k và vòng quay 19k thôi. Chỉ cần mất 20k thì đã có luôn 9.999 kim cương rồi. Nếu bạn nào đổi, ok. Thì bây giờ là mình sẽ quay cái vòng quay đầu tiên nhá. Vòng quay mâm Tết như ý nhá mọi người. Ok. Ui, hôm nay khá là nhiều người quay luôn này. Ok. Ui, phát đầu ra 9.999 kim cương luôn. Ui, nó phải gọi là tỷ lệ nó có ra cao với nồi ra luôn ý. Ui, mấy mọi người này. Ui, nó hầu như là xem rồi nào. Ui, kim cương không thiếu luôn rồi ạ. Ui ôi, thôi. Thế này thì mấy kim cương kìa. Vừa mới quay phát ra luôn này. Mình thử xem cho mọi người xem vòng quay pháo hoa Tết nhá mọi người. Vòng quay pháo hoa Tết xem nào. Thử hết tất cả vòng quay, mới vòng quay một phát xem nào. Vòng quay thì 300 kim cương thôi. Ui, xem vòng quay Tết 2021 xem nào. Ui, nó không mà tỷ lệ nó không ra cao như hai cái vòng quay đầu mọi người ạ. Thôi thì bây giờ là có kim cương rồi. Thì bây giờ rút cho ly lợn nhá. Sao ly lợn im nãy giờ thế? Ly lợn ơi, ly lợn đâu rồi? Ly lợn ơi. Sao người ta gọi không trả lời thế? Có mà. Có đâu thấy hay là bị mất mạng. Em nói lên tục tục. Bốc phét. Có mà bốc phét mọi người ạ. Đây copy ID này. Tài đó. Lãng.
mồm em bị câm ý. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Rồi ok. À, em bị lãng. Mồm em bị câm. Đấy hôm nay có thật là không có ai lì xì cho ông đây. Có bố mẹ ông bà lì xì cho đúng không? Bố mẹ ông bà lì xì cho xong giả vờ anh đúng không? Xong rồi không được lì xì để anh lì xì đúng không? Đã có ai lì xì đâu, Tết tối này mới được mà. Thế không đi chúc Tết hay gì à? Chúc ở đâu được dịch này, chúc Covid. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 7 nè. Bây giờ rút thêm 4 phát cho ly lợn nữa nhá. Nó phải gọi là mình cực kỳ nhiều kim cương luôn đó. Trái đất này là của bố mày. Thì cực thiếu kim cương luôn. Bạn nào muốn nhiều kim cương như mình thì hãy ghé vào shop của mình để mà thử vận may nhá. Ok, thì mình rút xong rồi. Bây giờ chờ. Úi dồi ôi, mọi người thấy chưa? Kim cương vào nick luôn đây này. Đó. Đi ơi, bây giờ em muốn quay cái gì nào? Anh quay cho em hết vòng quay luôn nhá. Không có Sky ơi. Nịnh lấy Skyler á. Đây nè. Ok, mình hiểu. Skyler có... em không có. Có người. Em ơi, chán á. Anh không ở đây đâu là chả có tiền mua. Chả có tiền mua. Mọi người ạ. Mọi người thấy đi lợn kia ghê không? Có người yêu rồi mà vẫn đi mê trai này. Hiểu kiểu gì? Nhưng mà mình cũng mê. Vậy chắc chắn không phải mỗi em mê đâu. Có người yêu mà đi mê trai đúng là cái đồ đi đồ đáng yêu. Đồ đáng ghét. What the hell? Mọi người là thời trang của đấy. Mọi người ạ, tuy ở xa nhau nhưng mà mọi người vẫn được cảm nhận là được cái cơm chó nó bay cái gì nhỉ? Phải gọi là như nào nhỉ? Cơm chó từ xa. Cơm chó thoảng đâu đây. Nhung ra đây, nhung ra đây. Thế à? Thế hôm nay Tết có được lì xì không? Không. Không được lì xì, mẹ vừa mới lì xì cho. Ra. Con lợn này. Mẹ vừa mới quay video. Thả tim vào trong bím em. Cái gì mà thả tim vào trong bím em? What? Hả? Cái gì thả tim vào trong bím em? Đấy mọi người thấy chưa? Vừa quay kim cương vừa vào nick này mọi người thấy xịn sò. Đó, anh hôm nay anh sẽ hôm nay anh sẽ quay hết cho anh quay rồi, ra rồi. Hôm nay anh sẽ quay hết tất tần tật vòng quay cho em luôn, từ đầu đến cuối luôn. Ngay cả vòng quay vàng anh cũng sẽ quay cho ly lợn luôn. Anh thích gì vậy? Thế thấy hôm nay người yêu của em tốt vụ không? Ngày nào anh chả tốt. Đúng rồi, người yêu của em mà ngày nào chả tốt. Bâng. Ok, tiếp theo là vòng quay M79 Ly ạ. Ra vòng quay kim cương rồi, ra vòng quay Skyler rồi, bây giờ tiếp tục đến vòng quay súng. Em thấy yêu không? Thế hôm nào gặp thì nhớ chạy ra ôm hôn anh phát nha. Ui, để mẹ ôm gì được? Sao nó khó thế nhở? Ui rồi đây à? Được rồi. Mình không ở đấy là do chắc là đen đây mà chắc không quay được đây mà. Ok, mình hiểu. Đen gì anh ra rồi. Bây giờ tiếp tục đến vòng quay test này, xem thử vận may nào. Dừng này, 51% đúng là đi lợn đen quá. Từ xa mà vẫn đen. Là rõ ràng. Đúng là đi lợn ạ. À. Mi thật là đen đi lợn ạ. À. Thả tim vào trong bi em. Tim vào story em. Thả tim vào story em đó hả? Anh mua hết cho em à mấy cái mà Tết luôn nhá. Đồ anh quay được full vòng, quay hết tất cả các đồ mới vừa ra mà. Ok luôn, nhưng mà sắp hết kim cương rồi còn. Nâng cấp các kiểu. Thôi đi. Thôi ok, Ly chắc là thích cái nhân vật nữ thôi mọi người ạ. Tiếp tục là cho cái váy sườn xám Tết để cho Ly lượn đi chơi Tết nhá. Hợp lý. Đó, xịn sò luôn. Sau mấy ngày, mấy tháng, xa nhau gần được một tháng rồi, về Điện Biên yêu được em nào chưa? Không. Anh tán, chỉ, được, tán được em nào chưa? Anh chỉ yêu ly lợn thôi. Xem nào. Ok, ly lợn dám chê mình là trai Điện Biên mọi người ạ. Thế anh cũng đúng là trai Điện Biên à? Thì anh là trai Điện Biên. Thế anh cũng đúng là trai Điện Biên. Nhưng mà ý em là em trai Lào Cai. Ý em là em kia. À, anh là anh trai Điện Biên đúng không? Úi này, có 5 bản vé. Bản vé này luôn này. Ui, full hết rồi, quên mất. Mình còn quay cho ly lợn nữa chứ.
Ok, tiếp theo vòng quay vòng quay gì ly lận cho có ta. Vòng quay trái tim anh. Ok, cái gì? Cái gì? Vòng quay trái tim anh. Ok, mình hiểu. Ok thôi. Còn 1.000 một kim cương thì mình mua cái thẻ vô cực cho ly nhá. Có ly thì chưa có. Còn mỗi 1.000 nữa. Ừ. Anh hứa cho em 20.000 là nhỉ? Ừ, em hứa cho anh 20.000 mà nhỉ. Anh cho 10.000 thôi nhá, đừng có ở đấy mà mơ nhá. Ok. Hôm qua hôm em nằm mơ thấy người yêu người ta cho hả tận 20.000 kim cương nghèo rồi. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Ừ, thế tối nay em nằm mơ tiếp nhá. Ok, anh quay hết rồi đây, bây giờ em thoải mái em vào nick em xong mà em xem mà em xem đồ mới nhá. Yêu. Ừ. Đúng là có ông người yêu không tốn. Đúng là có ông người yêu không tốn đồng tiền bát gạo. Ok, mình hiểu. Không tốn đồng tiền bát gạo. Ok mọi người, chắc video của mình đến đây là kết thúc thôi. Bye mọi người nha.